Tất cả học vấn của Gia Cát Lượng trong suốt cuộc đời ông đều được cô đọng trong bức thư gửi con trai. Tôi sẽ đọc cho mọi người nghe đoạn thư gian con này. Phàm hành vi của người quân tử, tĩnh để tu thân, kiệm để dưỡng đức. Không thanh đạm thì không thể sáng tỏ chí hướng, không yên tĩnh thì không thể đi xa. Việc học cần phải tĩnh, tài năng cần phải học. Không học thì không thể mở rộng tài năng, không có chí thì không thể thành học. Sự lười biếng thì không thể tinh thông, sự hấp tấp thì không thể có chí hướng. Năm tháng trôi qua, tuổi trẻ mất đi, dẫn đến kết cục uổng phí cả đời, không thể giao tiếp với thế gian, thật đáng buồn thay, không biết trông cậy vào đâu. Trong 86 chữ này, Gia Cát Lượng đầu tiên nhấn mạnh đến tĩnh tâm. Ông nói rằng, không yên tĩnh thì không thể đi xa, nghĩa là điều kiện tiên quyết của học tập là phải có tâm trạng yên tĩnh. Chỉ khi tâm hồn yên tĩnh thì mới có thể kiểm soát được chính mình. Thứ hai là sức mạnh của việc học tập. Không học thì không thể mở rộng tài năng, không có chí thì không thể thành học. Từ xưa đến nay, việc đọc sách và học tập luôn là nền tảng của gia đình. Gia Cát Lượng nhắc nhở con trai phải tin vào sức mạnh của việc học và kiên trì theo đuổi nó. Thứ ba là tầm quan trọng của việc rèn luyện tính cách. Tính hiền dịu thì không thể tinh thông, tính hấp tấp thì không thể có chí hướng. Tính cách ảnh hưởng đến số phận, rèn luyện tính cách là nhiệm vụ suốt đời của chúng ta. Cuối cùng là tin tưởng vào sức mạnh của thời gian. Năm tháng trôi qua, tuổi trẻ mất đi. Gia Cát Lượng khuyên con trai rằng, thời gian trôi qua rất nhanh, ý chí cũng sẽ bị mài mòn theo thời gian. Muốn thành công, phải tự quản lý tốt bản thân và biết tận dụng từng phút giây.